Mùng 1 tháng 4 âm lịch tuyệt đối cấm làm 11 điều này, kẻo vỡ nợ mất trắng, xui xẻo triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ông bà ta có câu là có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Trong cái tín ngưỡng của người Việt thì cái ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng gọi là ngày Sóc, tức là cái ngày đầu tiên bắt đầu của một tháng mới. Còn ngày 15 là ngày Vọng, tức là ngày gì? Ngày giữa tháng. Theo chiêm nghiệm của các thế hệ đi trước thì vào hai ngày này mặt trăng mặt trời sẽ đối xứng nhau, tạo nên một cái đường thẳng thông suốt cùng soi chiếu rọi mọi cái tâm hồn. Con người vào ngày này sẽ gột rửa cái vẩn đục và đen tối trong lòng để trở nên trong sáng sạch sẽ hơn, giống như được tái sinh. Theo truyền thống của Nho giáo thì vào ngày mùng 1 được xem là cái thời điểm thiên địa mở cửa. Người trần gian sẽ dễ kết nối với cái vị thần linh và với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy mà vào cái ngày mùng 1 hàng tháng thì các gia đình thường thắp hương đến ông bà tổ tiên hoặc đi viếng lễ chùa, thắp hương lễ bái để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, mong ước có được một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào, một tháng làm ăn suôn sẻ, một ngày thuận buồm xuôi gió. Đó. Nhiều người sẽ lựa chọn những cái việc nên làm và những cái điều đại kỵ cần tránh, bởi các cụ có nói là gì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sau đây là 11 cái điều tuyệt đối phải kiêng kỵ vào cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch để tránh những cái vận xui đeo bám, mang lại cái may mắn tài lộc cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thì vào ngày mùng 1 hàng tháng, trước khi bày cái mâm lễ lên để thắp hương, đúng không? Trước khi mà khấn vái thì chúng ta cũng cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Và để lau dọn bàn thờ sạch sẽ thì quý vị hãy sử dụng cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương. Đấy. Quý vị sẽ được kèm theo một cái khăn sạch để chúng ta tiến hành công việc để lau dọn bàn thờ, bao sái bàn thờ cho được sạch sẽ, cho được thơm tho trước khi mà thắp hương lên ông bà tổ tiên. Theo cái thống kê thì hầu hết các gia đình Việt Nam đều sử dụng nước lã, thường là dùng nước lã đúng không ạ? Vì họ cho rằng làm sạch bằng nước lã là đủ. Nhưng mà đấy chỉ là cái quan niệm sai lầm. Trước khi ông bà ta thường lựa chọn cái nước ngũ vị hương đấy, để ngâm rượu hoặc là ngâm tỏi, ngâm gừng để mà thay thế. Và ngày nay khi nền kinh tế phát triển thì chúng ta sẽ gì sử dụng cái công nghệ để tạo ra một cái loại nước bao sái bàn thờ tên là nhất tâm hương. Cái nước bao sái nhất tâm hương này nó bao gồm các thành phần là thảo dược, quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bạch đàn, bồ hòn, chanh xả. Nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì lau dọn bàn thờ được sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, giúp cho không gian thờ cúng nó sạch sẽ, thơm tho, giúp các cụ ngự được lâu hơn, cầu gì thì được nấy, đúng không ạ? Cái công dụng của cái nước bao sái bàn thờ nó sẽ làm sạch cái đồ thờ cúng, bát hương, lư đồng cũng như là gì các đồ vật trang trí trên bàn thờ. Nó giúp tẩy rửa tất cả các bề mặt, làm sạch cái không gian thờ cúng. Bên cạnh đó nó gì còn đuổi muỗi, ruồi muỗi rán kiến. Quý vị cứ xịt cái này vào thì gì trên bàn thờ sẽ không còn rán và kiến nữa. Đó. Nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì có được một cái mùi thơm dễ chịu của cái ngũ vị hương. Và gì tẩy uế, giúp mang lại cái vượng khí cho gia chủ. Đó. Bên cạnh đó quý vị cũng có thể là xịt vào cái lọ hoa thì nó cũng sẽ tươi lâu hơn. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương tặng kèm một cái khăn sạch nhé. Giúp cho lau dọn bàn thờ được thơm tho sạch sẽ hơn, cầu gì được nấy. Đó. Thưa quý vị, sau khi đã lau dọn bàn thờ sạch sẽ và thắp hương đấy, thì trong ngày mùng 1 thì quý vị cũng cần phải tuyệt đối chú ý kiêng kỵ 11 cái điều sau đây. Thưa quý vị, cái điều đầu tiên là chúng ta kiêng ấy, thì cái ngày mùng 1 các cụ vẫn kiêng từ trước đến nay là không cắt tóc, không cắt móng chân, móng tay, đúng không ạ? Mùng 1 âm lịch là ngày khởi đầu của một tháng, người dân Việt Nam thường thờ cúng vào cái dịp này. Nên đây là cái khoảng thời gian rất là tâm linh. Dân gian có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt. Cho nên những cái người tin vào cái tục lệ xưa ấy, thì thường sẽ rất cẩn thận vào cái ngày này. Người ta quan niệm rằng nếu mà ngày đầu tháng may mắn thì cả tháng cũng sẽ được suôn sẻ theo. Ngược lại, nếu mà có bất kỳ cái việc gì nó không tốt nó xảy ra vào ngày mùng 1 đầu tháng thì cái tháng đó cũng bị ảnh hưởng xấu. Đấy. Nói về cái chuyện cắt tóc thì cái mái tóc là một phần của cơ thể. Chúng không chỉ mà làm đẹp mà còn mang lại cái ý nghĩa tâm linh đối với nhiều người. Vì nó gắn vào cơ thể nên là cái việc cắt bỏ đi cũng sẽ là cái điểm báo của một cái sự mất mát nào đó. Có thể là gì tiền tài, công việc hoặc là sức khỏe. Một số người cho rằng tóc tượng trưng cho cái tài lộc,
Nên là nếu cắt tóc vào ngày mùng 1 linh thiêng thì sẽ khiến cho tài lộc bị hao mòn. Đấy, buôn bán thì ế ẩm hoặc là gì, làm ăn thì thua lỗ. Do đó, người ta thường kiêng cắt tóc vào ngày mùng 1, đặc biệt nó là ngày mùng 1 đầu năm mới. Kiêng kỵ thứ hai là đánh vỡ bát đĩa, ấm chén. Thưa quý vị, có lẽ là các bạn đang thắc mắc tại sao mà trong danh sách những điều cần kiêng kỵ về ngày mùng 1 đầu tháng ấy thì lại có điều kiêng kỵ đánh vỡ bát đũa hay là ấm chén. Bởi lẽ ông bà xưa có quan niệm đấy, từ vỡ từ bể nó tạo nên cái sự chia cắt đứt lìa trong cái mối quan hệ gia đình. Vì thế, trong cái ngày mùng 1 đầu tháng, tốt nhất là nên cố gắng tối đa không đánh vỡ bát đĩa ấm chén, hay là có những cái hành động bất hòa, cãi cọ, chửi bới để kiêng những cái điều xui xẻo nó đến với gia đình. Đó. Thứ ba là kiêng quan hệ nam nữ. Quý vị thân mến, người phương Đông xưa vẫn cho rằng vào các dịp đặc biệt như là ngày lễ Tết dỗ chạp, Tết cổ truyền, ngày mùng 1, ngày rằm, nhất là ngày mùng 1 đầu tháng ấy, thì các cặp đôi nên hạn chế gần gũi, yêu đương để tránh kinh động đến cái đấng linh thiêng và không mắc phải những cái điều xui xẻo, những điều đi ăn đuổi không đáng có. Chính vì thế, nếu có ai hỏi rằng là mùng 1 đầu tháng kiêng gì thì không ít người sẽ nói là gì? Kiêng quan hệ nam nữ, đúng không ạ? Thứ tư là kiêng kỵ thắp hương gà mái. Thưa quý vị, theo quan niệm dân gian thì cái dịp quan trọng như lễ cúng giao thừa đầu năm mới hay là cái ngày mùng 1 đầu tháng ấy, hoặc là cúng ông công táo khai trương cửa hàng vân vân, thì chỉ được chọn gà trống, đặc biệt là phải là gà trống tơ, gà trống thiến không đạp mái, để thể hiện cái sự sạch sẽ, mang lại cái linh nghiệm tài lộc, đúng không ạ? Hơn nữa, cái dịp này thì cần tiếng gáy của gà trống để đánh thức cái năng lượng của tháng mới, của tuần mới, của ngày mới, kết nối với cái thần linh để mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, cái đêm giao thừa và sáng ngày mùng 1 Tết ấy, thì cúng gà mái thì cũng không được hợp phong thủy, vì sẽ không có thần gà đánh thức mặt trời vào cái buổi sáng thì sẽ không mang lại cái may mắn thuận lợi sáng sủa. Vậy nên trong các dịp lễ quan trọng như ngày lễ Tết dỗ chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 ấy, thì nhiều gia đình sẽ mua gà để làm lễ thắp hương cho gia tiên, thông thường là thường chọn gà trống. Ở Việt Nam thì ảnh hưởng của cái nền tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo nên là trọng nam khinh nữ. Do đó, những lễ vật dâng lên gia tiên thần linh cũng hơi hướng để cao cái tính nam. Hơn nữa, khi mà chọn gà cúng thì trong một số dịp thì chọn gà trống tơ chứ đạp mái cũng sẽ là một cái lựa chọn đúng đắn. Gà trống mang cái biểu tượng bằng tiếng gáy để kết nối giữa thần linh và con người. Gà trống đánh thức mặt trời, mang đến ánh sáng. Thế nên trong những cái dịp quan trọng như ngày mùng 1, ngày rằm, đầu tháng hay đầu năm mới, hoặc là ngày lễ Tết, ngày cúng ông công táo, ngày khai trương, thì người ta sẽ chọn gà trống để người ta cúng. Cúng gà trống để mong muốn kết nối sâu sắc hơn được với các vị thần linh, giúp cho công việc được thuận lợi, may mắn, mưa thuận gió hòa. Thứ năm là kiêng kỵ soi gương hay làm vỡ gương. Quý vị thân mến, gương vốn là một cái đồ vật rất là linh thiêng. Người xưa tin rằng gương có thể chiếu được ma quỷ hay là các thế lực âm binh. Do vậy, các bạn không nên soi gương vào ban đêm ngày mùng 1 để tránh trông thấy những cái điều đáng sợ khiến cho tinh thần bị suy giảm. Đó. Đặc biệt là người ta cũng kiêng kỵ vỡ gương vào cái ngày mùng 1 đấy, đầu tháng. Thứ sáu là kiêng ăn một số món. Thưa quý vị, nhiều cái món ăn của người Việt thì được kiêng ăn vào ngày mùng 1 đầu tháng. Đến ngày mùng 10, đặc biệt là ngày vào ngày mùng 1 để tránh các vận đen như là mực, thịt vịt, thịt chó, trứng vịt lộn, cá mè hoặc là ốc chuối v.v. Người ta kiêng ăn mực vì mực ấy là cái loại thực phẩm có trong danh sách đen của cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ cái quan niệm của cha ông là đen như mực. Kiêng kỵ ăn thịt chó vì người ta quan niệm ăn thịt chó đầu tháng thì cả tháng sẽ gặp xui xẻo, không may mắn. Nhưng mà thịt chó lại là cái món giải đen trong dịp cuối tháng. Người ta kiêng thịt vịt bởi vì người ta cho rằng nếu mà ăn thịt vịt sẽ bị đen đủi, sẽ dẫn tình trạng là tan đàn xẻ nghé. Thay vì sử dụng thịt vịt thì người ta cũng sẽ thường lựa chọn thịt gà nhiều hơn. Cũng giống thịt chó, vào những ngày cuối tháng thì thịt vịt cũng là cái món ăn giải đen mang lại cái may mắn. Bên cạnh đó, người ta cũng kiêng ăn trứng vịt lộn vì nếu mà ăn trứng vịt lộn thì cả tháng sẽ không được may mắn, mọi sự sẽ bị đảo chiều, trái ngược với những ý mà mình mong muốn. Nguyên nhân của việc ăn cá mè là do chữ mè đi kèm với chữ mè nhau. Nếu mà ăn cá mè thì cả tháng sẽ bị đen đủi, hãm tài.
Mọi người kiêng ăn chuối vì chữ chuối đọc lái thành chữ chuối hay là chữ đuổi, đuối, đuổi theo giọng của miền Nam, có nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Người miền Nam cũng kiêng ăn tôm vì họ cho rằng đầu tôm to và đi giật lùi nên là gì, khó có thể có chuyện là đầu xuôi đuôi lọt. Do đó mọi việc sẽ khó có thể được thuận buồm xuôi gió trong cả tháng. Tóm lại, nếu mà ăn những món này thì sẽ bị xúi quẩy, không may mắn, hãm tài, thậm chí là mất của, hao tốn sức khỏe. Các bạn thấy sao? Hãy comment xuống bên dưới nhé, để gì, để mọi người cùng đánh giá. Kiêng kỵ thứ bảy là kiêng kỵ nói tục chửi bậy. Thưa quý vị, nói tục chửi bậy thì chắc chắn nó cũng phản ánh một phần nào đó cái văn hóa của mỗi người. Đây cũng là cái điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong cái ngày mùng 1 đầu tháng, đặc biệt là mùng 1 đầu tháng 4 đây. Nhiều người phát hiện nếu mà ngày đầu tháng mà nói bậy, chỉ tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi. Nhiều người còn cho rằng cần phải đặc biệt tránh không nhắc đến những cái điều xui rủi, xui xẻo vào những ngày đầu tháng, nhất là ngày mùng 1, để xua đuổi cái vận xui đi càng xa càng tốt. Thưa quý vị, cái việc kiêng này thật sự không chỉ trong những ngày đầu tháng mà nó còn có thể áp dụng đều đặn với những cái người làm kinh doanh buôn bán, tại vì họ mong muốn có được cái tài lộc như ý và mong muốn được buôn may bán đắt, đúng không ạ? Kiêng kỵ thứ 8 là kiêng mặc cả khi mua hàng hoặc là đổi trả hàng vào buổi sáng ngày mùng 1. Thưa quý vị, người Việt thường kiêng kỵ cái việc ngã giá, không mua hoặc là đổi trả hàng vào ngày mùng 1 đầu tháng. Theo quan niệm của những người buôn bán ấy, nếu mà gặp khách hàng khó tính vào ngày đầu tháng thì sẽ khiến cho cái việc làm ăn trong cả tháng đó nó không được suôn sẻ. Do đó sẽ rất là xui xẻo nếu mà gặp phải cái người tới xem hàng ngã giá mà cả chán chê mà không lại mua, hoặc là đổi trả hàng vào ngay cái ngày mùng 1 đầu tháng. Thứ 9 là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh. Thưa quý vị, dân gian vẫn có thói quen là kiêng thăm phụ nữ vừa mới sinh trong vòng 1 tháng kể từ khi em bé chào đời, và hạn chế đến thăm trong những ngày đầu tháng, đặc biệt là ngày mùng 1. Thật ra trong vòng 30 ngày đầu tiên khi mà vượt cạn thì cả mẹ lẫn bé đều rất là mệt mỏi, cần được sự yên tĩnh và sạch sẽ. Nếu mà người đến thăm quá nhiều sẽ khiến cho không gian bị ồn ào, đi kèm với bụi bặm và nhiều cái nguy cơ bệnh tật cho mẹ và bé. Đúng không? Cái việc kiêng kỵ này là cực kỳ là hợp lý. Kiêng kỵ thứ 10 là kiêng gặp nữ hay là gặp người vía dữ. Thưa quý vị, vào cái buổi sáng sớm, đặc biệt là sáng ngày mùng 1 đầu tháng ấy, nếu mà có việc phải đi xa hoặc là thực hiện những công việc quan trọng thì nhiều người có thói quen tránh đi ra ngõ, ra cửa gặp nữ giới hoặc là những người vía dữ, với mong mỏi là muốn công việc được vạn sự như ý, hanh thông. Đôi khi để tránh những cái xui rủi, cái vận rủi, có người còn khéo léo sắp xếp những người quen tình cờ mở cửa hay gặp may mắn đứng chờ ở cửa ngõ để chào chúc lên đường bình an, để lấy phúc, lấy phước đức. Đó. Kiêng kỵ thứ 11 là kiêng ăn vụng đồ cúng trên bàn thờ. Thưa quý vị, đúng là theo tâm lý và thói quen bấy lâu của người Việt thì cái đồ cúng không được nếm hay là được thử trước khi đặt lên trên bàn thờ. Ngày mùng 1 thì lại càng tuyệt đối kiêng kỵ ăn vụng cái đồ cúng trước khi mà thắp hương và thành kính để khấn vái, tránh rước cái tai họa vào thân. Quan niệm tâm linh của người Việt thường rất xem trọng cái việc kiêng kỵ trong những cái ngày mùng 1, ngày rằm, bởi họ có suy nghĩ rằng cái ngày đầu tháng có kiêng thì có lành, tuân thủ đúng thì cái vận may về sức khỏe, về tài lộc sẽ đến với gia đình trong suốt 30 ngày, thậm chí là gì, đến với cả năm. Vậy thì các bạn có tin vào cái chuyện tâm linh mà ông bà ta đã truyền lại hay không? Nếu mà bản thân gặp được nhiều cái chuyện may mắn, thuận buồm xuôi gió thì xin mời quý vị hãy comment xuống bên dưới để mọi người cùng biết và cùng chia sẻ nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 11 điều kiêng kỵ trong cái ngày mùng 1 đầu tháng 4 âm lịch. Hy vọng những cái thông tin Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào đó cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế cũng như là gì, tránh xa những cái điều xui xẻo, xui rủi, giúp quý vị có một tháng bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.